Hanato xin hướng dẫn nhà mình cách lắp ráp hoàn chỉnh chiếc giường cho bé S618. Đầu tiên, khi nhận được sản phẩm, nhà mình giúp Hanato phân loại các linh kiện và ốc để việc lắp đặt được thuận tiện nhất. Trong quá trình lắp ráp sản phẩm, nếu có gặp khó khăn thì nhà mình liên hệ ngay với hotline hoặc kết bạn Zalo để Hanato hỗ trợ nhà mình một cách tốt nhất. Tiến hành lắp ráp thì các bác lưu ý giúp Hanato gõ phần đầu giường và phần đuôi giường. Phần đầu giường thì sẽ có hàng ốc thẳng, sẽ lắp với phần khung cố định. Phần đuôi giường thì sẽ có hàng ốc thụt vào để lắp với phần mở rộng. Tiến hành ráp thì đầu tiên thì các bác lắp phần đầu giường với phần khung cố định bằng ốc dài. Sau khi lắp xong khung thì ta tiến hành lắp phần thay nối dài bằng 4 ốc ngắn nhé. Tiếp đến thì nhà mình lắp phần khung nối dài. Phần khung nối dài thì một đầu sẽ được gắn bằng cái thay nối ngắn. Một đầu còn lại thì sẽ gắn với phần đuôi của giường. Sau khi lắp xong phần đuôi giường thì các bác kéo dài cái phần đuôi giường theo cái chiều dài mình mong muốn. Kéo dài hết cỡ thì là 2m, kéo dài vừa tầm thì tầm 1m7 và để nguyên thì là chế độ 1m4. Đến ta lắp phần thang giường. Phần thang giường này thì lưu ý là dựng phần thang giường lên. Sạp giường thì có phần sạp giường dài thì lắp ở phần cố định. Còn sạp giường ngắn thì lắp ở cái phần di chuyển. Nắp thành giường thì thành giường sẽ bao gồm 3 miếng. Nếu quý khách hàng lắp ở chế độ 1m4 thì lắp một thanh dài. Tiếp đến nếu lắp ở chế độ 1m7 thì lắp thêm một thanh ngắn. Và tiếp đến lắp ở chế độ dài 2m thì lắp cả 3 cái phần thành giường. Như vậy là Hato đã hướng dẫn nhà mình cách lắp ráp hoàn chỉnh chiếc giường cho bé S618. Trong quá trình lắp ráp, cần thêm hỗ trợ thì liên hệ ngay với hotline của Hato để hãng tư vấn hỗ trợ miễn phí cho cả nhà. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video.